Nhắc đến dân tộc Gia Rai là nói đến những trường ca chuyện cổ nổi tiếng về những vị tù trưởng anh hùng. Dân tộc Gia Rai cũng có những nét riêng trong nghệ thuật như chơi cổng chiêng, đánh đàn tờ rưng, đàn tương lưng, đàn trông cút. Ngoài ra, trang phục truyền thống của người Gia Rai cũng có những đặc điểm đặc sắc khó lẫn với các dân tộc Tây Nguyên khác. Trang phục truyền thống của người Gia Rai có những nét riêng trong phong cách tạo hình và trang trí hoa văn. Thường ngày, nam nội khăn theo lối quấn nhiều vòng trên đầu rồi buông sang một bên tai, hay cuốn gọn gãy như khăn xếp của người Kinh. Khăn thường là màu tràm. Nhìn chung, nam giới Gia Rai đóng phố. Phố này thường ngắn hơn phố ngày hội, là loại váy trắng, khoác kẻ sọc. Ngày lễ, họ mang phố màu tràm là... mang phố màu tràm. Phố loại này thường được trang trí hoa văn màu trắng đỏ thành các đường viền ở mép phố và hai đầu với các khu trên nền tràm. Có nhóm cởi trần, có nhóm mang áo là loại cổ tay và dài tay khách của chui đầu. Loại cổ tay có các đường chỉ màu trắng ở hai bên sườn. Loại cổ tay có phong cách dùng áo dài nam SD hay mờ đông. Phụ nữ thường để tóc dài rồi búi sau cái hoặc búi gọn kẽ trên đỉnh đầu. Áo là loại áo ngắn có chui đầu phổ biến là cổ hình thuyền. Trên nền tràm, áo được trang trí các sọc hoa văn ở ngang thân như ở được trang trí các sọc hoa văn. Ở cổ, vai, hai ống tay, giữa ngực và đầu áo. Đó là các sọc hoa văn màu trắng xen đỏ và vàng trên nền tràm hoặc màu xanh diệp lục và màu tràm. Váy là loại váy hở quấn vào thân, trang sức là vòng cổ, dây chuyền, khuyên tai, vòng tay bằng hạt cường hoặc bằng đồng. Trải qua hàng trăm năm tồn tại và phát triển, dân tộc Gia Rai vẫn giữ được những nét văn hóa trên trang phục của mình. Để sau này mỗi khi nhắc đến dân tộc Gia Rai, người ta sẽ nhớ đến những trang phục độc đáo về họa tiết, ấn tượng về màu sắc và ngạc nhiên với ý nghĩa của các đường nét trên đó. Vì vậy, là một người con của đồng bào Gia Rai, chúng ta cần giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống trong thế giới hội nhập, với theo quan điểm hòa nhập chứ không hòa tan.